Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Truyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Những đồng tiền này đều là các đời Mao Sơn truyền lại. Chỗ chân quý trong này tạm thời không nói, mà ý nghĩa bên trong đối với Tam Thủy mà nói là cực kỳ sâu xa. Hắn nhất định phải mạo hiểm đem những thứ này toàn bộ đều thu lại. Thời điểm xông vào trong nháy mắt, hắn quay đầu nhìn lại một chút phía sau. Những oan hồn kia mới vừa rồi bị Mao Sơn ngũ lôi oanh của Tam Thủy dọa sợ, sau khi phản ứng lại đã không thấy thân ảnh của Tam Thủy, chỉ có những dây đỏ cùng với người giấy đó. Toàn bộ âm hồn cũng đều vọt tới đó, không có một con theo tới Tam Thủy. Tam tiểu tử, thế nào rồi? Tam Thủy vừa vào đến bên này, như cầu lên tới hỏi. Tạm thời không có nguy hiểm gì, biện pháp từ nơi này chạy trốn ra ngoài, khẳng định là ở trên những túc hồn đài này. Trong này sắp xếp nhất định có quy luật, chỉ cần tìm ra những quy luật này, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Tam Thủy nói với bọn hắn. Những oan hồn kia chẳng qua là tạm thời bị Tam Thủy mê hoặc, nói không chừng lúc nào đó liền từ bên ngoài chạy vào, cho nên bây giờ còn chưa phải là thời điểm buông lỏng. Hổ A cùng Hồng Hồng tay cầm tay, trên mặt ngược lại không có gì sợ hãi. Lưu tiên sinh, những thứ này chúng ta cũng không biết, hết thảy liền nhờ ngươi. Tiền Minh ở bên cạnh yếu ớt nói một câu. Mới vừa rồi hắn bị vật kia lên thân, bây giờ thân thể còn có chút suy yếu. Tam Thủy gật đầu một cái, ở chỗ này đứng lên, trong đầu suy nghĩ đến toàn bộ trận pháp ngũ hành bát quái, thất tinh cửu cung, bất quá cũng không khớp. Nhưng khi nhìn vào vị trí của những túc hồn đài này, lại có cảm giác giống như rất quen mắt. Mấy người Tiền Minh thấy Tam Thủy đang suy tư đường ra, cũng không dám quấy nhiễu, chỉ có thể ở một bên chờ đợi. Đúng rồi, ta nói tại sao lại quen mắt như vậy? Đây là ngũ đấu quan mà lão đầu tử đã nói. Tam Thủy bỗng nhiên kích động nói ra một câu. Nhìn kỹ những túc hồn đài này sẽ phát hiện ra một quy luật. Toàn bộ những thứ này giống như là hình tròn, chỉ bất quá có nơi thì lơ thừa, có nơi thì dày đặc. Nhìn từ trên xuống dưới giống như là ngũ giác to lớn. Cái này gọi là ngũ đấu quan, cụ thể là người nào phát minh ra không rõ nữa, chỉ biết là dựa theo phương vị của thất tinh bắt đầu mà tạo thành. Lão đầu tử đã từng nói qua cùng với Tam Thủy một ít trận pháp và pháp thuật có uy lực rất nổi danh. Ngũ đấu quan này chính là một trong số đó. Ngũ đấu huyền quan, tứ đấu cung tinh, bên trong đấu linh, mật nào có thể ẩn nấp bên trong. Đây cũng là một đoạn giới thiệu của lão đầu tử đối với năm đấu quan. Nói trắng ra là cũng không có gì mơ hồ. Tác dụng của đại trận ngũ đấu quan chủ yếu chính là có thể ẩn núp các loại đồ vật bí ẩn. Mặc dù không lợi hại, nhưng lại hết sức nổi danh. Không có lý do gì khác, bởi vì vị trí của nó đã nói lên có mật đạo. Mà trong mật đạo này, nói không chừng sẽ có bảo bối. Cho nên, người trong huyền môn đối với những thứ này ít nhiều đều biết. Các người đi theo ta, một bước cũng không được đi nhầm. Sau khi Tam Thủy nói xong, để cho Đại Nghiêu ôm Hổ A lên, hướng về Hồng Hồng nói. Người chờ một hồi nắm quần áo của ta, đi theo ta biết không? Được, Hồng Hồng biết rồi. Tiểu nhát đầu này gật đầu một cái. Nàng ở chỗ đó một mình không biết bao lâu, đã sớm muốn đi ra ngoài. Thật vất vả thấy được cơ hội, dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Tam Thủy lại nhìn về phía bọn họ một cái, ý tứ rất rõ ràng. Mấy người Tiền Minh cũng đều gật đầu một cái. Đi. Tam Thủy quay đầu lại nhìn màn vải một chút, sải bước chân vào giữa những túc hồn đài này. Mấy người nhị cầu cũng đi theo. Tam Thủy phỏng chừng những oan hồn kia chắc sắp thoát khỏi gạt đảo mà hắn đã bố trí. Gạt đảo vốn chính là một loại pháp thuật bình thường, nếu như gặp phải âm hồn lợi hại lại sẽ không có chút tác dụng nào. Nhưng Tam Thủy cũng chỉ dùng để kéo dài thời gian mà thôi. Tam Thủy vừa đi vừa nghỉ ở giữa những túc hồn đài này, mỗi khi dừng một chút liền khoa chân múa tay, thật giống như đang tính cái gì đó.
mấy người nhị cầu đứng xếp hàng đi theo dấu chân của Tam Thủy, không dám sai một bước. Ca ca, ngươi đang làm gì vậy? Hồng Hồng ở trong ngực của Tam Thủy hỏi. Vừa rồi Tam Thủy lại suy nghĩ cẩn thận một chút, cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng, mới đưa Hồng Hồng bế lên. Trong số bọn họ cũng chỉ có Tam Thủy có can đảm ôm Hồng Hồng này. Ta tìm được từ nơi này ra ngoài. Ồ, vậy các ca phải nhanh lên một chút. Hồng Hồng nghe thấy là muốn đi ra ngoài, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc vui vẻ. Nói xong, nằm trên bả vai của Tam Thủy, lồng đèn trong tay thả sau lưng của Tam Thủy, nói chuyện cùng Hổ Oa ở phía sau. Tam Thủy đi vòng chừng 3-4 bước chân, rốt cuộc đi tới giữa những túc hồn đài này. Nơi này có một ụ đất sét vừa thô vừa cao. Đây chính là bên trong đấu. Tam Thủy nhìn ụ đất này một chút, trong lòng thầm suy đoán. Nếu muốn tìm được mật nào ẩn núp trong ngũ đấu quan, bên trong đấu này hết sức trọng yếu. Tam tiểu tử, tại sao ngươi không đi? Mấy người nhị cầu toàn bộ dừng lại ở phía sau, thấy thân thể của Tam Thủy dừng lại, không ngừng nhìn ụ đất lớn này, mà nhìn thời gian rất lâu cũng chưa đi qua. Cái này chính là mấu chốt để chúng ta đi ra ngoài. Các người trước tiên đứng ở nơi đó đừng động. Sau khi nói xong, hai tay đặt ở phía trên của những hòn đá trên ụ đất này, thử rút ra, bất quá không có chút tác dụng nào. Hắn vừa cẩn thận quan sát một chút bên dưới ụ đất, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Nhị cậu, các người thử nhìn một chút, ụ đất bên cạnh các người có thể đẩy được hay không? Sau khi mở mắt ra, Tam Thủy đối với mấy người nhị cậu nói. Ta thử một chút. Nhị cậu đem hai tay để ở phía trên, dùng nhiều khí lực một chút, cảm giác có chút đung đưa. Tam tiểu tử, có thể đẩy được. Cái này cũng đẩy được. Mau đẩy. Tam Thủy bỗng nhiên sắc mặt đại biến quát lên. Đang lúc này, màn vải kia chợt bị vén lên, toàn bộ những oan hồn kia đều bay vào. Thấy mấy người Tam Thủy ở trong túc hồn đài, lập tức vọt tới. Mấy người nhị cầu quay đầu nhìn lại, sợ hết hồn, lập tức dùng sức đẩy ụ đất bên người. Cùng lúc đó, ụ đất trước mặt của Tam Thủy chợt rung lên. Những âm hồn kia thấy vậy càng thêm điên cuồng, thật giống như Tam Thủy đã làm chuyện gì khiến cho bọn họ xúc động. Đang lúc này, vách tường trước mặt bọn họ lại giống như là cánh cửa mở ra, bên trong là một mảnh đen như mực. Mau vào đi. Sau khi nói xong, hắn rút ra kiếm gỗ đào giúp che chở cho mọi người. Mấy người đại nghiêu vốn là cách nơi này không xa, 2-3 bước chân liền cũng vọt tới. Tam Thủy thấy vậy cũng không dây dưa nữa, giống vậy xông vào. Những âm hồn kia vốn là muốn đuổi theo vào, thế nhưng có một âm hồn lao tới trước nhất, mới vừa tới cửa còn chưa kịp đi vào liền phanh một chút tiêu tán, căn bản không có một chút nào báo trước. Tam Thủy quay đầu vừa vặn thấy một màn như vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Đang lúc này, vách tường tiếp tục che lại. Tam tiểu tử, đây là đâu? Thấy được lồng đèn trong tay của Hồng Hồng, đám người tiền mình lập tức tụ tới. Chỗ này đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có ở bên cạnh Tam Thủy mới có một chút cảm giác an toàn. Hẳn là một cái mật đạo, cụ thể đi thông đến đâu thì ta không rõ. Sau khi nói xong, lấy đèn pin chiếu một cái, trước mặt bọn họ là một lối đi thật dài. Hắn cố ý nhìn xuống cũng không thấy có cảm bẫy gì. Trong lòng của Tam Thủy có một loại cảm giác, khoảng cách của nhóm người bọn hắn đến chỗ chủ mộ đang hết sức gần. Từ sự việc âm hồn kia vô duyên vô cớ tiêu tán mà nói, nơi này sợ là càng quỷ dị hơn. Mấy người nhị cầu đều cầm đèn pin chiếu sáng nơi này, cùng Tam Thủy từ từ đi về phía trước. Nếu như nói lúc trước mấy người Tam Thủy đi là sơn động, sau đó đi tới chính là đại điện này, nhưng giờ trong đại điện này lại chính là một ám đảo. Xung quanh đều là dùng viên đá xanh xây lên, cũng không giống là sơn động. Thế nhưng bây giờ vào đây, bọn họ lại cảm giác như đang đi trong một loại hang động. Lưu tiên sinh, đây không phải là một đại điện kỳ quái sao? Tại sao chúng ta lại đi tới nơi này? Tiền Minh có chút không hiểu hỏi. Hắn vốn tưởng rằng đây là một loại điện thứ ba, coi như không phải thì ít ra cũng phải có không gian như những căn phòng. Thế nhưng sau khi đi vào lại hoàn toàn khác nhau, cùng lúc trước đi qua những hang núi kia cũng không khác nhau là mấy. Tam Thủy cũng cảm thấy thật buồn bực.
chỗ này thật sự là cực kỳ quỷ dị, vòng tới vòng lui, thật giống như lại trở về trước. Mặc dù đi không phải là sơn đồng, bởi quá cùng cái mật đạo này không có gì khác biệt bao nhiêu. Mật đạo như vậy, có lẽ ở trên TV thường xuyên có thể gặp được, chính là cổ nhân chuyên môn xây dựng lên dùng để chạy trốn. Mấy người tam thủy đi thời gian rất lâu, nhưng cái mật đạo này hình như là không thấy được điểm cuối. Tam thủy càng đi càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, coi như là xuyên qua toàn bộ đại điện, bọn họ hẳn là cũng đã đi tới rồi mới đúng. Chẳng lẽ là lạc đường? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Dù sao cái mật đạo này cũng không phải là thẳng, mà là cong cong lượn quanh, nói không chừng chính là lạc đường. Ngay tại thời điểm tam thủy chuẩn bị dừng lại, cẩn thận muốn quan sát một chút, nhị cậu đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đó là cái gì? Mọi người vốn là đều có thần sắc khẩn trương, đều bị hắn làm cho giật mình. Tam tiểu tử, người xem đó là cái gì? Ngón tay hắn chỉ đến trước mặt. Tam thủy mới vừa rồi còn đang mải suy tư, còn không có chú ý, nghe nhị cậu nói, theo phương hướng hắn chỉ nhìn sang. Tam thủy nhìn một cái cũng là bị kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng là ở trong một bí đạo, thế nhưng ở trước mặt bọn họ lại xuất hiện một thứ ánh sáng xanh lam nhạt màu. Màn sáng này rất kỳ quái. Thật giống như ở đó có ánh sáng phát ra, thật là đẹp. Đây là vật gì vậy? Ánh mắt Hồng Hồng lộ ra thần sắc vui vẻ. Màn sáng này xuất hiện ở trong mật đạo vốn là hết sức quỷ dị, càng làm cho Tam Thủy kinh ngạc chính là nó đến cùng làm thế nào tồn tại. Đây cũng không phải là đang xem chuyện thần thoại cổ xưa. Hắn liền lập tức đi về phía trước. Tam Thủy đưa tay hướng bên trong dò xét một chút, lại giống như căn bản không tồn tại vật gì. Ồ, thần kỳ như vậy. Nhị cậu thấy vậy lộ ra thần sắc hứng thú, cũng nắm tay đưa vào bên trong một chút, lại cũng là trực tiếp xuyên qua. Tam tiểu tử, vật này ngươi biết là gì không? Nhị cậu ở một bên hỏi, một bên còn lấy tay chơi đùa màn sáng này. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được một vật kỳ quái như vậy, trong lòng rất hiếu kỳ. Tam thủy lắc đầu một cái, hắn cũng không hiểu nổi màn sáng này là cái gì. Xung quanh cũng không có bố trí trận pháp gì cả. Hơn nữa, bên trong thuật màu sơn đối với lần này cũng không có giới thiệu. Bởi quá nhất định là bởi vì bố trí ở chỗ này. Thời cổ, khi huyền môn thịnh hành, có một số kỳ nhân dị sự có thể làm được điều này cũng thuộc về điều bình thường. Vật này là bởi vì bố trí mà có, cụ thể tác dụng là gì ta cũng không biết, nhưng muốn tìm được đường ra ngoài có khi chính là ở bên trong này. Đi vào xem một chút. Lưu tiên sinh, chúng ta cũng đi thời gian dài như vậy, bây giờ chỗ này vừa vặn cũng không nguy hiểm gì. Chiếu theo như ngươi nói, phía sau này chính là con đường chúng ta đi ra, nhất định sẽ có những thứ nguy hiểm khác. Không bằng chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, rồi đi vào có được không? Tiền Minh thở hổn hển nói. Hắn bây giờ cảm giác hết sức mệt mỏi, hậu quả của việc bị oan hồn đó nhập vào thân thể còn không có tiêu trừ. Cũng không ai biết phía sau màn sáng này có cái gì, và nhất gặp phải thứ gì đó lại phải chạy trốn, thân thể của hắn có chút chịu không nổi. Tam Thủy quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, mấy người đại nghiêu cũng không nói gì. Bất quá Tam Thủy có thể cảm giác được bọn họ thực sự đã mệt mỏi, ngay cả chính hắn cũng có chút mệt mỏi. Dọc theo con đường này cơ bản đều là hắn che chở đi tới, mặc dù hữu kinh vô hiểm, bất quá trên người hắn cũng đã mệt nhọc, không ngại nghe lời của Tiền Minh ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lần này Nhị Cầu không có than thở cái gì, bởi vì hắn cũng đã rất mệt mỏi. Mỗi người đều ở đây ngồi xuống, dựa vào bên cạnh vách đá, lập tức đã có tiếng ngáy vang lên. Chỗ này cũng tuyệt đối không phải an toàn. Tam Thủy cũng không dám ngủ, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm lại hai mắt. Mặc dù là đang tu luyện, nhưng nếu như có động tĩnh gì, hắn nhất định có thể trước tiên phát hiện. Có lẽ là thật sự mệt mỏi, giấc ngủ này của bọn họ cũng không biết trôi qua thời gian bao lâu, chỉ biết mình ngủ rất say. Sau khi tỉnh lại, mệt mỏi trước đó mặc dù không nói là được quét sạch, nhưng đã khôi phục được rất nhiều, khí lực thân thể đã được trở lại. Đã nghỉ khỏe chưa?
Tam Thủy từ từ mở mắt hỏi. Hắn mặc dù không có ngủ, thế nhưng hiệu quả cũng không kém hơn so với bọn họ. Mấy người nhìn cậu rồi rụi mắt, gật đầu một cái. Viện tường, từng người đều đứng lên. Tam Thủy thấy sắc mặt của bọn họ cũng không tệ lắm, liền nói. Nghỉ khỏe, lên chuẩn bị đi vào thôi. Là chết hay là sống, phải nhìn vào bên trong. Ánh mắt của Tam Thủy cô đọng lại, nói một câu. Ừ, bà nội, nhị gia ta còn chưa có cưới vợ, cũng không tin mạng mình sẽ giao phó ở nơi này. Hai tay của nhị cầu hung hãn vỗ vào nhau. Tam Thủy lấy tay thăm dò màn sáng này, sau đó kéo Hồng Hồng đi vào. Đám người nhị cầu theo sát phía sau. Trước khi vào tới, trong lòng của Tam Thủy vẫn là có chút khẩn trương. Thế nhưng sau khi đi vào lại ngây ngần. Vừa rồi còn là một mật đảo, thế nhưng phía sau này lại là một căn phòng lớn như ở phía trước. Chẳng qua là hình dáng căn phòng này có chút kỳ quái. Tam Thủy nhìn đến một chút, lại không nói ra được kỳ quái ở chỗ nào. Tóm lại là một loại cảm giác rất quen thuộc. Bên trong cũng được những viên đá kia chiếu sáng. Đồ đặc trưng bày cũng có chút kỳ quái, cũng không phải là giống như trong gian phòng của Hồng Hồng hay là ở điện thứ hai. Mặc dù không gian rất lớn, nhưng đồ đạc ít đến thảm thương. Chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, còn lại không có thứ gì. Cũng không có màn vải, chỉ là ở phía sau cùng lại có một màn sáng giống như lúc trước sờ tới. Tam Thủy chợt quay đầu nhìn lại. Mới vừa rồi bọn họ tiến vào, cái màn sáng kia lại không cánh mà bay. Mấy người nhị cầu cũng phát hiện vấn đề này, lúc đang muốn nói cái gì lại bị Tam Thủy ngăn cản. Tam Thủy kéo Hồng Hồng thoái lui một chút về phía sau, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tam Thủy, người... Đại Nghiêu còn chưa nói hết câu, liền nhìn chằm chằm vào trước mặt, nói không ra lời. Bọn họ vừa rồi còn không nhìn thấy người phía trước, thế nhưng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, trước mặt không biết xuất hiện một người từ lúc nào. Người này thân thể còng lưng, mặc quần áo ly kỳ cổ quái, sắc mặt già nua dị thường, đặc biệt là cái cằm để cho người khác khắc sâu ấn tượng, cong lên giống như là lưỡi câu vậy, phòng chừng cũng có thể treo được một cái đèn dầu. Da thịt vàng khè, trong bộ dáng giống như là một bà lão. Tam Thủy nhìn bà lão này không lên tiếng. Hắn có thể cảm giác được bà lão này là một thứ gì đó rất kỳ quái. Nói bà ta là quỷ cũng không đúng, là thì cũng không phải. Cả người không có chút thi khí nào. Bỗng nhiên bà ta nhìn về phía đám người Tam Thủy, mở miệng hỏi. Các người là ở bên ngoài tới sao? Giọng nói khàn khàn khó nghe, để cho người ta giận cả tóc gáy. Sau khi nói xong, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Hồng Hồng nói. Tiểu nha đầu này, ngươi làm sao chạy đến nơi này? Ca ca, ta sợ. Hồng Hồng thấy bộ dáng của bà lão này, đặc biệt là thấy bà ta nhìn mình, nhất thời cảm thấy sợ hãi. Thoáng cái chạy đến phía sau của Tam Thủy, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Đám người nhị cầu cũng là mặt đầy sợ hãi, không tự chủ liền tụ tập đến bên người của Tam Thủy. Kẻ ngu cũng đều biết bà lão này không phải là người. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bà ta cùng những loại quỷ trước đó đã gặp đều hoàn toàn khác nhau, bởi vì bà ta thật sự rất giống con người. Tam Thủy cũng mặt đầy ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn không ngừng vận chuyển suy nghĩ trong đầu, thế nhưng không có một chút đầu mối nào. Căn bản là không nhớ nổi nhân vật như vậy rốt cuộc có lai lịch gì. Bất quá lúc Tam Thủy đối mặt với bà ta, liền có một loại cảm giác nguy hiểm cực lớn. Xin hỏi tiền bối là người nào? Chúng ta là người từ bên ngoài tiến vào, bởi vì một ít nguyên nhân mà đi nhầm vào nơi này. Nếu như tiền bối biết được đường ra, còn xin chỉ giáo giúp chúng ta, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Có câu nói tiền lễ hậu binh, Tam Thủy thấy bà lão này có thần trí, liền muốn nói đạo lý một phen, xem có thể không khó khăn mà đi ra ngoài hay không. Người bên ngoài có thể tới nơi này, đó cũng coi như là vận khí của các người. Thế nhưng muốn thông qua nơi này phải qua cửa ải của lão bà ta. Bà lão tò mò nhìn mấy người Tam Thủy, cũng không có lập tức đưa bọn họ đi ra ngoài, mà là hơi lắc lắc đầu nói. Vượt qua kiểm tra. Tam Thủy cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, đã sớm biết sẽ không dễ dàng lên đi ra như vậy.
hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị, chẳng qua là tình huống lúc này cùng hắn nghĩ có chút bất đồng. Bà lão này xuất hiện ở nơi này rất đột ngột. Một chút là Tam Thủy thấy bà ta so với một người bình thường không có chỗ nào bất đồng. Người có thể tới nơi đây phỏng chừng cũng là người trong huyền môn, không biết là đệ tử nơi nào. Bà ta lại hỏi. Ván bối là đệ tử của Lưu Tử Nhụ, trưởng giáo Mao Sơn, đời thứ 109. Tam Thủy khom người hành lễ. Bà lão này có thể đoán ra thân phận của hắn, chắc hẳn là khi còn sống cũng là người trong huyền môn. Mà Mao Sơn chính là môn phái đứng đầu huyền môn, nói không chừng sau khi nói ra thân phận có thể được châm trước cũng khó nói. Người là trưởng giáo Mao Sơn, đời thứ 109. Vậy bây giờ là năm nào? Sau khi Tam Thủy nói ra thân phận của mình, lão bà này sao mà lập tức biến đổi, hết sức âm trầm. Bây giờ là năm 2013. Tam Thủy nói. Cái gì? Đã 400 năm trôi qua. Phương lão quỷ đáng giận, cực kỳ đáng ghét. Bà lão này nghe một chút, thanh âm nhất thời bạo phát, nói ra để cho Tam Thủy sắc mặt chợt biến đổi. Không biết tại sao, hắn thoáng cái liền nghĩ đến hàng đầu sư thần bí đó. Tiền bối, bà nói phương lão quỷ là ai? Nơi này kết quả có bí mật gì? 400 năm, 400 năm, phường lão quỷ, người kết quả muốn làm gì? Đem chúng ta vây ở chỗ này mệt nhọc 400 năm, người đến cùng là ai? Bà lão này vừa nói vừa kích động, cả người cũng thức dần phát run. Tiền bối! Tam Thủy lại nghi ngờ gọi một tiếng. Người nói ngươi là truyền nhân phái Mao Sơn. Bà lão lại bất ngờ hỏi một câu. Sau khi thấy Tam Thủy gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Sau đó bà ta nhìn về phía sau, lắc đầu thở dài. Phương lão quỷ này chính là hàng đầu sư bố trí âm mưu to lớn này. Ta cũng không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng màn sáng ngươi nhìn thấy nhất định rất kỳ quái. Bà lão này sau một lát tỉnh táo cười hỏi, mặc dù giọng rất ôn hòa, bất quá vẫn là để cho người ta có một loại cảm giác kinh khủng. Vâng, ván bối mới vừa rồi đã nhìn thấy, đây cũng không phải là loại trận pháp gì. Tam Thủy gật đầu nói. Không biết người đã nghe nói qua tuyển cơ thuật hay chưa? Bà lão đột nhiên hỏi. Tuyển cơ thuật? Tam Thủy nghe thấy nhíu mày lại, cảm giác có một chút quen thuộc. Sau mấy giây, hắn chợt nhớ ra chính mình đã từng xem qua vật này tại trong một quyển điển tịch. Nghe nói thuật này chính là tướng thuật chí cao ở trong tướng môn, coi như đến cảnh giới âm tướng cũng chưa chắc có thể bố trí ra. Nó tồn tại tương tự như kết giới vậy, chính là trưởng giáo đời thứ 3 của tướng môn Lý Tuyển Cơ sáng chế. Nghe nói nếu như đã đến đại thành, thậm chí có thể trực tiếp đem âm dương phong kín, hoàn toàn ngăn cách hai giới âm dương, uy lực vô cùng kinh khủng. Nhưng lúc đó Tam Thủy chẳng qua chỉ là tò mò lật xem, tại hắn cho là làm sao có thứ lợi hại như vậy. Lúc ấy cũng hỏi qua lão đầu tử, bất quá lão đầu tử không trả lời hắn. Nhưng nơi này cũng không có lợi hại như ngươi nói. Nhị cậu nghe thấy cũng là vô cùng khiếp sợ, nhưng ngay sau đó là nghi ngờ. Cái màn sáng màu xanh lam đó, bọn họ không mất một chút công sức nào liền có thể tiến vào, căn bản không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Phương lão quỷ lai lịch bí ẩn, ai cũng không biết từ đâu mà ra. Chỉ là hàng thuật của hắn chỉ sợ cũng vượt qua lão tổ hàng giáo Lạc Hữu Xương. Mấu chốt nhất là hắn đối với năm thuật huyền môn như tướng môn, sơn môn toàn bộ đều nắm giữ, hơn nữa cực kỳ lợi hại. Lúc ấy Mao Sơn, ầy, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Tuyển cơ môn này người muốn đi qua nhất định phải thông qua chỗ này của ta mới có thể, nếu không các người chỉ có thể theo ta ở nơi này, ta cũng sẽ giết các người. Bà lão này nói phân nửa đột nhiên không nói,
Nhị cầu nghe thấy vậy, thiếu chút nữa mở miệng mắng. Cũng may hắn kịp nhịn được. Nếu như nói ra, không phải là ông cụ treo ngược muốn chết sao? Tam Thủy suy nghĩ một chút sau đó hỏi, không biết tiền bối là người thuộc môn phái nào? Ta không phải là người trong huyền môn của các người. Bà lão lấy lắc đầu nói. Cái gì? Bà không phải là người trong huyền môn? Bà lão trả lời để cho Tam Thủy cả kinh thất sắc. Nếu như không phải là người trong huyền môn, tại sao đối với những thứ này quen thuộc như vậy? Lão bà ta tên là Ngật Túc Phi Yến. Bà lão đột nhiên nói ra câu này. Ngật Túc Phi Yến? Tam Thủy mặt đầy nghi ngờ nói một tiếng. Cái tên này ngoài trừ họ có chút kỳ quái, ngược lại không cảm giác có được chỗ nào kỳ quái. Đến lúc đó người sẽ biết. Bà lão thấy dáng vẻ nghi hoặc của Tam Thủy cũng có chút sửng sốt, bất quá cũng không muốn giải thích cái gì. Không biết vãn bối phải làm như thế nào mới coi như qua ải? Ngươi chỉ cần có thể giải được cổ thuật của ta, ta liền cho ngươi vượt qua kiểm tra. Bà ta bỗng nhiên hướng về phía Nhi Cầu khẽ mỉm cười. Nhi Cầu còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm giác áo lót của mình trơn lạnh, trong bụng lập tức cồn cào không thôi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu lập tức toát ra. Tiền bối, tiền bối là người miêu cổ. Tam Thủy thấy được bộ dáng của Nhi Cầu, ngay lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Đối với miêu cổ, Tam Thủy hiểu biết không nhiều, thế nhưng cũng biết một chút. Lão đầu tử đối với thứ này thật giống như rất kiêng kỵ, cho tới bây giờ không nói với hắn thứ này. Chỉ bất quá cổ thuật nghiêm chỉnh mà nói có thể tính là phù thủy, ngược lại cùng với huyền môn cũng có chút quan hệ. Từ mới vừa rồi bà lão này xuất thủ đến xem, cổ thuật này chỉ sợ cũng vô cùng lợi hại. Tam Thủy lập tức ở bên người Nhị Cầu điểm mấy cái, thế nhưng không có tác dụng. Nhị Cầu vẫn là không ngừng kêu la. Đại Nghiêu muốn ra tay với bà lão bị Tam Thủy ngăn lại. Hắn cũng không thể là đối thủ của người này. Đại Nghiêu đi lên cũng không có chút tác dụng nào. Nếu như người giải không hết, có thể nói cùng ta. Bất quá ải này các người liền thất bại. Lúc này mới là cổ trùng thứ nhất. Muốn qua được cửa này, người nhất định phải giải ba cổ trùng của lão bà ta mới có thể. Bà lão nói với Tam Thủy một câu. Ây, tiểu tử, ải này của lão bà ta người cũng không qua được, vậy cũng không cần đi ra sau làm gì. Trong nội tâm của bà lão thầm nghĩ. Tam Thủy bây giờ không có tâm tư chú ý nét mặt của bà ta. Nhi Cầu không ngừng dập đầu xuống đất, thân thể co rút lại. Loại đau khổ này đơn giản để cho hắn sống không bằng chết. Tần Tam nhìn Nhị Cầu nằm trên mặt đất, không nhìn được trong lòng rét lạnh. Lúc này tình cảnh của Nhị Cầu cùng lúc trước hắn bị Vũ Điển Tam Lang hạ vu thuật có chút tương tự. Đại Nghiêu, đem tay Nhị Cầu đẩy ra. Muốn biết cổ trùng này, Tam Thủy nhất định phải tìm tới chỗ hạ độc. Chẳng qua là Nhị Cầu một mực luôn phản kháng. Đau dài không bằng đau ngắn, chỉ có thể để cho Đại Nghiêu đem Nhị Cầu đè lại, hắn mới có thể tìm hiểu tình huống là gì. Nhị Cầu, thật xin lỗi. Đại Nghiêu hướng về phía Nhị Cầu nói một câu, lập tức đem hai tay của Nhị Cầu gắt gao đè lại, tùy ý để cho Nhị Cầu ở nơi này dãy rủa. Tam Thủy ngay lập tức sẽ nhìn sang. Nếu Nhị Cầu đau bụng, nguyên nhân khẳng định chính là ở chỗ này. Thời điểm mọi người thấy bụng của Nhị Cầu không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Bụng của Nhị Cầu trương phình ra, giống như là phụ nữ đang mang thai 7-8 tháng. Làm bọn hắn cảm thấy sợ chính là bụng của Nhị Cầu đang không ngừng động đậy, giống như bên trong có vật gì đó. Mặc dù Tam Thủy đối với miêu cổ không phải là rất tinh thông, bất quá hắn đối với thủ đoạn của hàng đầu sư hết sức hiểu biết. Nhìn một cái cũng biết trong bụng của Nhị Cầu chính là sâu trùng. Những con sâu trùng này không phải là loại thông thường, mà là một loại cổ trùng. Miêu cổ cùng với phù thủy khác biệt rất lớn. Nếu như nói phù thủy như Vũ Điển Nhất Ấn dùng những thứ này tới làm phép, đồ đạc của bọn hắn sẽ rất khác nhau. Bởi vì do có rất nhiều chủng loại sâu trùng, tác dụng của từng con cũng không giống nhau. Số lượng tuy nhiều, bất quá muốn tinh thông toàn bộ đúng là hết sức khó khăn. Nhưng điều này vừa vặn lại ngược với miêu cổ. Miêu cổ lợi hại không phải ở số lượng nhiều,
bọn họ nuôi cổ trùng đa số đều là từ thời điểm chính mình bắt đầu hiểu chuyện liền chú tâm bồi dưỡng. Có người miêu cổ thậm chí cả đời đều chỉ dùng một cổ trùng. Bất quá ngàn vạn lần không thể xem thường người như vậy. Hắn đối với sử dụng miêu cổ đã đến hóa cảnh. Đúng như Ngật Túc Phi Yến này, thời điểm vừa rồi bà ta hạ độc, ngay cả Tam Thủy cũng không có phát hiện chút nào. Cổ trùng này đã lên thân nhị cầu. Hơn nữa, vừa rồi nghe bà ta nói, đây mới chỉ là cổ trùng thứ nhất mà thôi. Phía sau còn có hai cổ trùng, nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Động tác của Tam Thủy, Ngật Túc Phi Yến đều thấy ở trong mắt, thấy dáng vẻ của Tam Thủy đều đâu vào đấy. Âm thầm gật đầu một cái. Đừng nhìn bộ dáng của bà ta kinh khủng, nhưng thật ra lại là một người tâm địa thiện lương. Sở dĩ biến thành bộ dáng này cũng là bởi vì cùng với cổ trùng sớm chiều làm bạn. Từ người biết miêu cổ, lúc trẻ nhớ định đều là vô cùng anh tuấn, xinh đẹp như hoa. Chẳng qua là rời đổi theo thời gian, lúc còn trẻ người dáng dấp càng xinh đẹp, theo cổ thuật càng sâu sẽ càng thêm xấu xí, trừ phi buông tha học cổ thuật. Tam Thủy đem toàn bộ những thứ liên quan tới cổ thuật mà mình biết được sắp xếp ở trong đầu. Bất quá không có một chút tin tức nào quá lớn. Hắn chỉ biết cổ thuật mặc dù vô cùng thần bí, nhưng phương pháp giải lại là cực kỳ đơn giản. Nếu như suy nghĩ quá phức tạp, căn bản là không có khả năng giải trừ. Tam Thủy nhìn bộ dáng của nhị cầu, cũng chỉ có bụng là bất thường, những vị trí khác không có gì không đúng. Chẳng lẽ đem cổ trùng bên trong loại bỏ không chút tạp chất là được rồi? Nhị cầu, chờ một hồi kiên nhẫn một chút. Ừ, có biện pháp gì làm mau đi, ta thật sự sắp không chịu nổi rồi. Nhị cầu cắn chặt hàm răng, hung hăng gật đầu. Cảm giác này thật là sống không bằng chết. Tam Thủy hít sâu một hơi, hai tay úp ngược lên vị trí đan điền. Sau đó đặt ở vị trí bụng của nhị cầu, hai tay mở ra đem đẩy lên trên. Tam tiểu tử, ta hai mắt nhị cầu trợn to lên, lời nói được phân nửa nên cũng không nói ra được. Cổ của hắn đột nhiên trở nên to lớn rất nhiều, giống như có cái gì đó chuyển động muốn từ bên trong đi ra ngoài. Để hắn lại, một người qua tới hỗ trợ. Con người của nhị cầu đều muốn trừng ra ngoài, kịch liệt dãy rủa, đầu còn lắc lư dữ dội. Người thường có tiềm lực to lớn, một khi bị ép phát ra ngoài, thường thường sẽ có sức mạnh khủng bố hơn so với trước rất nhiều. Đại Ngưu đã sắp giữ không được. Tần Tam nghe được Tam Thủy nói, lập tức tới cùng với Đại Ngưu đem nhị cầu gắt gao đè lại. Lúc này gân xanh trên cổ của nhị cầu cũng nổi lên, sắc mặt nghẹn đỏ như máu, giống như là không thở được vậy. Tiễn Minh nhìn nhị cầu một cái, vừa liếc mắt nhìn Ngật Túc Phi Yến, bước chân bắt đầu chậm rãi lùi về phía sau. Hắn suy nghĩ vấn đề tương đối sâu. Ngật Túc Phi Yến nếu đã nói còn có hai cổ trùng cần phải giải, vậy thì nhất định phải có người bị hạ độc. Bọn họ ở nơi này đã không còn nhiều người, ngoài trừ Hổ Oa cùng với người bị chặt đứt hai tay, bên trong những người còn lại cũng chỉ có hắn cùng với Tần Tam và ba người Đại Ngưu là có khả năng nhất. Hắn cũng không muốn phải chịu cảnh này. Thế nhưng vừa vặn sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại thời điểm hắn lui về phía sau, Ngật Túc Phi Yến đột nhiên hướng về phía của hắn cười quỷ dị. Ý đồ của hắn có lẽ qua mặt được mấy người Tam Thủy, bớt quá ở trong mắt của bà ta, người như vậy không biết đã thấy qua bao nhiêu. Liếc nhìn tình huống của nhị cầu dưới đất, bà ta biết được cổ thuật này đã sắp giải được. Đây bớt quá là một cổ thuật rất đơn giản mà thôi, nhưng thường thường càng đơn giản, trong lòng mọi người lại càng thấy được thần bí, suy nghĩ ngược lại là càng phức tạp. Lên giống như Tam Thủy trực tiếp đem cổ trùng kia ép ra ngoài, đó chính là giải pháp tốt nhất. Đúng như dự đoán, bên này lão bà vừa nghĩ xong, Tam Thủy xòe bàn tay ra đánh mạnh ở phía sau của nhị cầu một cái. Nhị cầu trực tiếp bị chụp nghiêng người về phía trước, mặt hơi đỏ, há mồm nôn mửa liên tục. Chỉ bất quá hắn nhổ ra không phải là đồ vật dơ bẩn gì, mà là từng con sâu nhỏ. Những con sâu trùng này giống như là sâu gió một dạng, cả người đều là màu trắng, mềm nhũn ngoằn ngoèo ở trên mặt đất. Thứ quỷ gì vậy? Đại Ngưu thấy được những thứ này, cả người rất khó chịu, lông tơ đều dựng lên. Nhị cầu càng là không chịu nổi, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Cảm giác thế nào rồi? Tam Thủy mặc dù cả người khó chịu, bất quá quan tâm hơn chính là thân thể của nhị cầu. Cỡ ai này
bọn họ rốt cuộc có qua hay không. Không đau, chẳng qua là những đồ đáng chết này làm sao chạy đến bên trong bụng ta, thật là muốn mạng của ta sao? Ờ, ngộ tính cũng không tệ lắm. Nếu người nghĩ quá sâu xa, ngược lại sẽ không giải được. Nhìn ra được biểu hiện của Ngật Túc Phi Yến đối với Tam Thủy coi như tương đối tán thưởng. Người lão vu bà này, nhị ra ta. Sau khi tỉnh lại, nhị cậu chuẩn bị tức miệng mắng to. Mới vừa ăn đau lại quên rồi sao? Đánh yêu nhẹ nhàng đem một tay bên miệng của nhị cậu, phòng ngừa hắn lại chọc giận người này. Nhị cậu ngẩn ra, đột nhiên kịp thời phản ứng. Đối tượng mình đang nói chuyện cũng không phải là một lão thái bà bình thường. Tiền bối, mới vừa rồi nhị cậu thất lễ, xin bà hãy đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân. Được rồi, lão bà tử ta cũng không có thời gian so đo cùng ngươi. Không tệ, nếu phá được cổ thuật thứ nhất của lão bà tử, vậy cổ thuật thứ hai này liền đi thử một chút đi. Ngật Túc Phi Yến nói. Sau khi nói xong, bắt đầu nhìn về phía của mấy người đại nghiêu. Cơ hồ từng người bị bà ta nhìn tới, cả người bốc ra mồ hôi lạnh. Ai cũng không muốn làm nhị cầu thứ hai. Chính là ngươi. Thấy Ngật Túc Phi Yến chỉ vào chính mình, sắc mặt của Tần Tam một chút trở nên trắng xanh, nhấc chân lên chạy ra bên ngoài. Hắn cũng không muốn gặp phải thống khổ như vậy. Hắn muốn chạy, chỉ bất quá Ngật Túc Phi Yến tốc độ nhanh hơn. Tam Thủy thấy vậy, lập tức chăm chú nhìn chăm chăm vào bà ta, chính là muốn nhìn một chút bà ta đến cùng xuất thủ như thế nào. Nhưng vẫn là không thấy được rõ ràng. Chỉ thấy tay của bà ta hướng về phía của Tiền Minh vung lên, tựa hồ là có một thứ gì đó màu đen nhỏ, như có như không đuổi về phía của Tiền Minh. Sau đó còn chưa có chạm vào gáy của Tiền Minh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của Tam Thủy vô cùng khiếp sợ, thuật hạ độc kinh người như vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. E rằng cho dù là lão đầu tử tới cũng chưa chắc thắng được bà ta. Khó trách miêu cổ ở bên trong huyệt môn sẽ nổi danh như vậy, cơ hồ là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cổ thuật này thật sự làm cho người khó lòng phòng bị. Nếu người lại tiến lên một bước, đến lúc đó đầu nổ tung cũng đừng trách lão bà tử ta không có nhắc nhở người. Đang lúc này, thanh âm của Ngật Túc Phi Yến bỗng nhiên vang lên, trực tiếp để cho thân thể của Tiền Minh bất động. Hắn chậm rãi quay lại, trên mặt mang theo mồ hôi hột, nâng đỡ khung kính, cố gắng chấn định nói. Tiền bối, ván bối cùng ngài không thù không oán, ngài vì sao phải làm như vậy? Xin ngài hãy thu lại cổ thuật. Nếu nói là không sợ, vậy chính là gạt người. Mới vừa rồi thấy được cảnh tượng của nhị cầu, bây giờ ai đối với Ngật Túc Phi Yến cũng là lòng tràn đầy kiêng kỵ. Mới vừa rồi Ngật Túc Phi Yến đã nhắc nhở qua hắn, nếu như đi về phía trước một bước, đầu hắn sẽ nổ tung. Coi như hắn bây giờ còn chưa có cảm nhận được chỗ gì không đúng, thế nhưng cũng không dám đi về phía trước nữa. Vạn nhất sẽ đúng như bà ta đã nói, vậy hắn há chẳng phải là quá oan uổng. Ngật Túc Phi Yến nhìn Tiền Minh bỗng nhiên cười phá lên, thanh âm hết sức khó nghe. Lão bà tử bình sinh ghét nhất loại người âm hiểm như người. Ta cũng không sợ nói cho người biết, lão bà tử bỏ xuống cho người là cổ 9 bước. Người mới vừa rồi đã đi 8 bước, nếu như đi thêm 1 bước, người sẽ chờ chết đi. Cổ thuật này chính là do bà ta phát minh ra. Cổ thuật này huyền diệu dị thường, có thể đem sinh tử của một người nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Mỗi người sống, người sẽ sống, mỗi người chết, người sẽ chết. Ngoài ra, nếu như người đi về phía trước một bước, huyết dịch bên trong thân thể sẽ lưu động đến trên đầu. Nếu như quả thật đi 9 bước, người hạ độc không có áp chế, là đầu người này tất nhiên sẽ nổ tung mà chết. Sắc mặt của Tiền Minh dần dần trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ giằng co. Trong lòng vẫn là không quá tin tưởng chính mình sẽ trúng loại cổ thuật có cái tên kỳ quái này. Tựa hồ là nhìn thấu vẻ không tin trên mặt hắn, Ngật Túc Phi Yến lại nói một câu. Bây giờ ngươi sờ sau gáy của ngươi xem, có phải có một cục nhỏ hay không? Bóp lên không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng là sau đầu sẽ có một chút choáng váng.
Tiền Minh đem tay phải chậm rãi đưa tới phía sau đầu, quả nhiên sờ tới một cục nhỏ chỉ to bằng đầu ngón tay. Tay bóp một cái giống như là một dạng bùn nát. Lần này hắn đè mạnh xuống một chút, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lưu tiên sinh, xin người nhất định phải hết sức cứu Tiền mỗ. Bao nhiêu tiền đều có thể thương lượng, nếu như quả thực không được, xin để cho tiền bối cứu ta. Tiền Minh cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đầu tiên là để cho Tam Thủy thử hết sức một chút, và nhất thành công dĩ nhiên sẽ tốt. Nhưng nếu như không có nắm chắc thì sao? Hắn còn muốn sống, coi như cửa ải này thất bại không ra được, vậy còn có thể xông ra. Để cho hắn dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm như vậy, chuyện này căn bản là không thể nào. Tam Thủy ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn một cái. Thật sự mà nói, hắn làm sao không muốn có thể thuận lợi giải quyết hết cổ thuật này. Nhưng loại cổ thuật này cho tới bây giờ hắn chưa nghe nói qua. Hắn đi lấy tay sờ một chút phía sau đầu của Tiền Minh, quả nhiên cũng mò tới vật kia. Hắn biết đây là một loại cổ trùng không biết tên, nhưng là để cho hắn phá hỏng, hắn còn chưa có bản lĩnh này. Đệ tử Mao Sơn cũng không phải là thần tiên, rất nhiều thứ không hiểu chính là không hiểu. Nếu không phải Lưu lão đầu kiến thức rộng rãi đã nói cho hắn một chút về những chuyện này, chỉ sợ ngay cả nhị cầu hắn đều không có biện pháp giải cứu. Cổ thuật mà Tiền Minh này trúng phải rõ ràng so với mới vừa rồi càng thêm lợi hại. Mấu chốt nhất chính là vị trí cổ trùng hiện giờ là ở phía sau não. Đây cũng không phải giống như những vị trí khác, một cái không tốt coi như không đem Tiền Minh giết chết, chỉ sợ cũng sẽ biến hắn thành một kẻ ngu. Lưu tiên sinh, người rốt cuộc có nắm chắc hay không? Nếu như không có, hay là để cho tiền bối đến đây đi. Tiền Minh thấy Tam Thủy đầy vẻ đắn đo, trên mặt thất vọng, lập tức mở miệng nói, hắn cũng không muốn vì cái này mà mất mạng. Ta thử một chút, nếu như ta không giải được cổ thuật này, chúng ta vẫn là không ra khỏi được nơi này, sớm muộn sẽ bị vây chết ở đây, không bằng buông tay đánh một trận. Tam Thủy mặt đầy vẻ nghiêm nghị nói, chẳng qua là trong lòng cũng không có áp lực quá lớn. Không nói, quan hệ của Tiền Minh với hắn căn bản không có thân thiết giống như nhị cầu. Chỉ là việc 5 lần 7 lượt dùng tính mạng hổ oa để uy hiếp hắn đã để lại cho hắn ấn tượng không tốt. Chỉ là Tam Thủy không có quá so đo mà thôi. Trên mặt Tiền Minh lộ ra dáng vẻ dãy rủa. Hắn lên nhìn phản ứng của người xung quanh, cắn răng gật đầu một cái. Tam Thủy vòng quanh thân của Tiền Minh một vòng, cuối cùng đứng ở sau lưng của Tiền Minh, hít sâu một hơi, đem toàn bộ chân nguyên đều vận chuyển đến trên hai tay. Trên hai tay lúc này liền xuất hiện một ít màu vàng nhạt, mà đây chính là chỉ có người đa tài mới có thể đạt tới. Nếu như sau khi đến linh thông liền có thể trực tiếp vẽ phù trên hư không, giống như ngày đó lão đầu tử đã làm. Ngật Túc Phi Yến ngay từ đầu còn không có chú ý, thế nhưng sau khi thấy hai bàn tay của Tam Thủy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tuổi còn trẻ đã đến trình độ này, chẳng lẽ sẽ có thể bước tới thượng mao? Trong nội tâm của lão bà này thầm suy nghĩ, như bộ dạng của Tam Thủy nhiều lắm cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng lại đã đến mức độ chân nguyên phóng ra ngoài, việc này kinh khủng cỡ nào. Tam Thủy cũng không có chút tự tin nào có thể đem cổ thuật trên người của Tiền Minh giải hết, nhưng cứ như vậy buông tha cũng đồng nghĩa với việc mình buông tha cơ hội thông qua nơi này. Hắn đưa tay dán vào phía sau đầu xem có thể dùng chân nguyên chữa khỏi hay không, thế nhưng qua thời gian rất dài vẫn không có chút biện pháp nào. Đối với những thứ này, Tam Thủy thật đúng là không có biện pháp nào tốt hơn. Lưu tiên sinh, quả thực không được, để cho tiền bối đến đây đi. Tiền Minh cũng là mặt đầy mồ hôi, cũng không biết là gấp gáp hay là sợ. Cổ thuật này ta không có biện pháp giải hết, Ngật Túc tiền bối, xin ngài giải nó. Tam Thủy chợt thu hồi tay lại, điều tức một chút đối với Ngật Túc Phi Yến nói, hắn đã dùng hết toàn lực nhưng không có tác dụng, cũng không thể cầm cây nào đem đầu của Tiền Minh phá vỡ lấy ra sâu trùng. Trong lòng của Tam Thủy vẫn là có chút thất vọng, sau khi đến Thính Thông, bất kể gặp phải nguy hiểm gì lớn hơn nữa, ít nhiều đều có thể có một ít biện pháp. Chưa bao giờ giống như lúc này, giống như là chó cắn con nhím, không thể nào đưa miệng đến cắn. Xem ra Mao Sơn các người cũng không bằng trước kia, chỉ là một cái cổ chín bước mà thôi, vậy mà không phá giải nổi. Đã như vậy,
ta coi như người đã thất bại. Người này ta có thể cứu, bất quá chỗ này các người không thể thông qua. Sau khi nói xong, trong miệng của lão bà mang niệm mấy câu thần chú, tay vung lên, một đoàn bóng đen từ sau gáy của Tiền Minh liền bay đến trong tay mình. Tam Thị nhìn về phía lão bà, ánh mắt lộ ra vẻ giằng co. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.